Xin kính chào quý vị và các bạn. Mở đầu bản tin giao thông an toàn ngày hôm nay là thông tin về tình hình tai nạn giao thông diễn ra trong ngày 17 tháng 9 do Cục Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt Bộ Công an cung cấp. Theo số liệu cập nhật đến 16 giờ ngày hôm nay, toàn quốc xảy ra 41 vụ tai nạn giao thông, làm chết 24 người, bị thương 35 người. Trong đó, đường bộ xảy ra 40 vụ, làm chết 23 người, bị thương 35 người. Đường sắt xảy ra 1 vụ, làm chết 1 người. Lực lượng cảnh sát giao thông của Cục và cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt các địa phương đã kiểm tra xử lý 8.870 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Tiếp theo ngay sau đây là một số tin vắn giao thông đáng chú ý. Đêm qua 16 tháng 9, một chiếc xe tải biển số Quảng Trị chạy theo hướng Bắc Nam khi đến km 3+750 thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế, cách cửa hầm Hải Vân phía Bắc 2 km thì đột nhiên bốc cháy từ phía cabin xe. Vụ việc xảy ra khi bên trong đường hầm đang có 2 xe khách cùng 15 xe tải. Công ty cổ phần quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân đã lập tức đóng hầm, điều động 30 nhân viên xử lý sự cố giao thông khẩn cấp cùng 4 xe chữa cháy, xe cứu hộ, xe cứu thương để cứu nạn và điều tiết giao thông chống tai nạn, tiếp cận hiện trường xử lý sự cố cháy theo cấp độ cứu hỏa khẩn cấp. Lực lượng cứu hộ cũng đã hướng dẫn cho toàn bộ hành khách trên 2 xe khách và các lái xe tải thoát hiểm an toàn qua các đường ngang. Đến 0 giờ 11 phút sáng 17 tháng 9, lực lượng cứu hộ mới kéo xe tải bị cháy ra khỏi hầm. Khoảng 9 giờ 30 phút sáng nay, 17 tháng 9, một vụ tai nạn hy hữu đã xảy ra trên đường Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, khiến một chiếc xe Resort nằm gọn trên giải phân cách giữa đường. Theo những người chứng kiến sự việc, khi chiếc xe đi đến trước số nhà 291 thì bất ngờ mất lái đâm lên giải phân cách giữa đường, xé toạc giải phân cách bằng sắt, sau đó đâm vào cây cột điện rồi mới dừng lại. Người ngồi ghế phụ trên xe cho biết, khi đi đến địa điểm nói trên thì lái xe bất ngờ có điện thoại gọi đến. Người này vừa cầm nghe thì xảy ra sự việc. Thành phố Hồ Chí Minh đang xem xét ứng dụng công nghệ quản lý xe buýt thông minh từ Nhật Bản. Theo đó, khi sử dụng công nghệ này, xe buýt sẽ được trang bị hệ thống camera giúp phân tích trạng thái ùn tắc và các thiết bị cảnh báo. Khi tài xế chạy vượt giới hạn tốc độ, đột ngột tăng tốc, chuyển làn, các thiết bị sẽ đưa ra cảnh báo đối với tài xế. Qua đó, vừa đảm bảo an toàn cho các tuyến xe buýt, vừa tăng khả năng quản lý từ xa. Giải pháp được kỳ vọng sẽ khắc phục tình trạng chậm chuyến, trốn vé, trợ giá sai đối tượng vẫn đang xảy ra do quản lý thủ công. Sở Khoa Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng công nghệ này, nếu thấy phù hợp thì sẽ triển khai. Bắt đầu từ ngày 3 tháng 10 năm 2015, Công ty Vận tải Đường sắt Sài Gòn sẽ tổ chức chạy đôi tàu nhanh chất lượng cao SE33, SE34 từ Hà Nội đi Thanh Hóa và ngược lại. Tàu chạy vào các ngày thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần. Tàu SE33, SE34 sử dụng các toa xe có thiết bị hiện đại, chống ồn, hệ thống lò xo có độ đàn hồi cao, không gây sóc, lắc cho hành khách. Ngoài ra, hành khách có thể tự điều chỉnh điều hòa cho phù hợp. Hà Nội hiện có hơn 30 điểm có nguy cơ thường xuyên ùn tắc cùng hàng chục tuyến phố ngập nước khi trời mưa lớn, đang là trở ngại với người tham gia giao thông. Đây đều là những đường có các công trình giao thông đang xây dựng với lô cốt rào chắn làm thu hẹp lòng đường. Nhìn từ trái qua phải thành phố Hà Nội, các tuyến phố thường xuyên xảy ra cảnh ùn tắc gồm đường Cầu Diễn, Hồ Tùng Mậu, Phạm Văn Đồng, từ cầu vượt Dịch Vọng đến ngã ba Trần Quốc Hoàn. Một trong những tuyến thường xuyên xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài liên tiếp trong thời gian gần đây là đường Khuất Duy Tiến, đoạn giao cắt với ngã tư Nguyễn Trãi, Lê Văn Lương, toàn bộ đường Trần Phú, Quang Trung, Hà Đông và đường Tố Hữu. Gần khu vực trung tâm hơn có đường Nguyễn Thế Học, Tây Sơn, Nguyễn Lương Bằng. Tiếp đó là ngã ba Kim Đồng kéo dài đến tận đoạn giao cắt giữa đường Ngọc Hồi và Phan Trọng Tuệ. Mạn trên phải thành phố là 200m đoạn trước khi dẫn vào cầu Trương Dương và đoạn từ cầu Mai Động đến chân cầu Vĩnh Tuy. Đây là những đoạn tuyến có lòng đường hẹp do rào chắn thi công từ các công trường xây dựng gần đó chiếm hữu lòng đường. Tình trạng ùn tắc liên tục xảy ra gây mệt mỏi cho người tham gia giao thông. Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, trong 2 ngày hôm qua và ngày hôm nay, mưa lớn đã xảy ra tại các huyện miền núi của tỉnh Hà Tĩnh trên tuyến quốc lộ 8A gây ra hiện tượng sạt lở nghiêm trọng.
sau khi khắc phục hậu quả sạt lở tại điểm eo Cô Gái đoạn km 82+000 vào 14 giờ ngày 16 tháng 9, thì đến lúc 23 giờ tại quốc lộ 8A, đặc biệt là đi qua đoạn huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh đã sạt lở nghiêm trọng. Đặc biệt là tại điểm eo Cô Gái đoạn km 82 đã xảy ra ít nhất 2 lần sạt lở, gây ách tắc giao thông trong nhiều giờ đồng hồ. Ngay sau khi sự cố sạt lở đất xảy ra, lực lượng chức năng huyện Hương Sơn đã huy động lực lượng để khắc phục. Tuy nhiên do mưa lớn, đêm tối cộng với địa hình đồi núi đèo dốc, khối lượng đất đá quá lớn nên công tác xử lý khắc phục gặp rất nhiều khó khăn. Khắc phục thì sạt lở ở các cái vị trí trung yếu thì trước hết là chúng tôi đã phối hợp với các cái lực lượng giao thông, công an, quân sự và cấp ủy chính quyền địa phương thông báo trên các cái phương tiện thông tin đại chúng để là nhân dân, chủ phương tiện, hành khách biết để mà cảnh giác cũng như là không nên là đi lại trong cái thời gian mà mưa lũ có thể xảy ra nguy cơ làm mất an toàn đến tính mạng tài sản nhân dân. Thì cái giai đoạn này ấy, là do nguồn vốn hạn chế nên được Bộ Giao thông Vận tải là mới cho thực hiện từ 37 đến 52 từ Phủ Châu lên Tây Sơn và hai cầu gồm cầu Đỏ Đá và cầu Sơn Hải bắc qua cái đoạn này. Thì trong thời gian vừa rồi đây là mưa rất lớn với lũ lượng lớn ấy, và ở trên mái ta luy là những đất đá rơi ra nên xảy ra cái hiện tượng mất an toàn và sụt trượt. Cho đến hơn 13 giờ ngày 17 tháng 9, sự cố sạt lở mới được cơ bản khắc phục. Giao thông trên tuyến quốc lộ 8A đã lưu thông, tuy nhiên sau mưa lũ, hiện tượng sạt lở vẫn có thể xảy ra tại các điểm xung yếu nên người dân khi đi qua lại và sản xuất phải hết sức chú ý. Thưa quý vị, trong thời gian gần đây thì tình trạng ùn tắc ngày càng trở nên nghiêm trọng tại các thành phố lớn, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh. Một điều đáng chú ý là trong khu ùn tắc bùng phát thì xe buýt, loại hình vận tải được kỳ vọng là sẽ giúp giải quyết tình trạng ùn tắc tại các thành phố lớn lại đang có xu hướng giảm mạnh. Theo mục tiêu mà Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề ra là năm 2015, xe buýt sẽ đáp ứng được 15% nhu cầu đi lại của người dân, nhưng đến nay chỉ đáp ứng được 9,8% nhu cầu, tương ứng với 600 triệu lượt hành khách. Theo thống kê, tiền trợ giá xe buýt liên tục giảm từ 1.422 tỷ đồng trong năm 2011 xuống chỉ còn 1.180 tỷ đồng trong năm 2015. Nhiều tuyến buýt bị ngừng do nhu cầu người dân không có. Tính cho đến hết năm 2014, tổng số xe buýt đã giảm 74 xe so với cuối năm 2013. Cùng với đó, có đến 75% số xe buýt đang hoạt động được đầu tư từ năm 2002 đến nay đã xuống cấp nên không thu hút được người dân sử dụng. Khả năng vận chuyển hành khách công cộng bão hòa hoàn toàn có thể xảy ra. Điều này càng đe dọa nghiêm trọng tới tình trạng ùn tắc tại thành phố Hồ Chí Minh khi lượng phương tiện cá nhân lại đang tăng rất nhanh. Được khởi công từ tháng 11 năm 2013, sau gần 2 năm thi công, hầm đường bộ Cổ Mã trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa đã cơ bản được hoàn thành, vượt tiến độ 2 tháng so với cam kết. Theo thiết kế, hầm Cổ Mã dài 500m, gồm hai ống hầm song song cách nhau 30m, mỗi ống có chiều rộng gần 10m, được thiết kế hai làn xe, vận tốc khi qua hầm là 80 km/h. Hầm Cổ Mã được thi công theo công nghệ của Áo là phương pháp thi công hầm dưới mặt đất, sử dụng tất cả những phương tiện có thể để phát triển khả năng tự chống đỡ lớn nhất của đá hay đất nhằm có được sự ổn định khi tiến hành khoan mở dưới lòng đất. Đến nay, gói thầu này đang hoàn tất những hạng mục cuối của dự án, gồm việc thảm nhựa được dẫn, lắp hệ thống đèn chiếu sáng, bảng biển chỉ dẫn, trồng cỏ tạo cảnh quan môi trường. Dự kiến ngày 26 tháng 9 năm 2015 tới, hầm Cổ Mã sẽ được thông xe kỹ thuật, vượt tiến độ 2 tháng so với cam kết của chủ đầu tư. Khi hoàn thành công trình này, sẽ được kết nối với quốc lộ 1A, đoạn qua phía bắc của tỉnh Khánh Hòa, tạo điều kiện thuận lợi cho người và phương tiện tham gia giao thông. Để hiểu rõ hơn về nội dung hướng dẫn của các biển báo giao thông thường gặp, mời quý vị và các bạn cùng đến với clip giới thiệu về những biển chỉ dẫn giao thông đường bộ phổ biến tại Việt Nam. Thank you.
Thủy tại Hà Tĩnh, thị xã Phương Mỹ được xem là rốn lũ của huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Với 8 xóm và hơn 2.000 nhân khẩu, con sông Ngàn Sâu chạy dọc đã chia cắt mỗi bên 4 xóm. Cuộc sống của người dân tại nơi đây vốn đã vất vả nhưng lại càng vất vả hơn khi mùa bão lũ đang đến dần. Và việc đi lại lao động sản xuất và học tập của người dân tại nơi đây chỉ phụ thuộc vào một chiếc cầu phao tạm bợ, nhưng cây cầu này cũng mất an toàn giao thông. Cầu phao chợ Hôm là cây cầu huyết mạch nối liền 8 xóm của xã Phương Mỹ. Cầu do người dân tự thiết kế, có chiều dài 120m, rộng 1m6. Phao cầu được tận dụng từ những phuy nhựa. Toàn thân cầu được dằng bởi những dây thừng và dây thép. Nhịp cầu khập khiễng, rung lắc mạnh mỗi khi có người và phương tiện đi qua. Thế nhưng cầu lại không có lan can hay tay vịn. Nhiều khi con cái đi lại và những lớp phụ nữ đi qua lại thì cũng rất lo. Nhưng mà lo đó buộc cũng phải để cho họ đi. Vì mình cũng chẳng có cách, cái phương pháp nào hơn nữa. Cùng với các hoạt động của người dân, mỗi ngày hàng trăm học sinh của cả ba cấp học phải lưu thông qua cây cầu này. Người lớn đi qua đã khó, với các em, việc qua cầu lại khó khăn hơn. Cầu thì mùa như mùa này thì con đứa quá thì cũng hơi sợ, nhưng mà quá đến cái mùa lụt thì nói chung là không có cầu là phải nghỉ học, mà đôi khi đi qua đò họ đưa đi vẫn hơi sợ. Mặc dù hàng năm chính quyền địa phương cùng với người dân đã tổ chức tu sửa, nhưng do thời gian các tấm gỗ làm mặt bằng cho cây cầu đã bị hen gỉ và bung ra. Nhiều tấm ván bị gãy, dây nối giãn khiến thùng và ván sộc sệt. Nguy hiểm là vậy, nhưng hàng ngày cầu vẫn oằn mình gánh chịu hàng nghìn lượt người qua lại. Cái cầu này mang tính cầu tạm, nó giải quyết được vấn đề trước mắt là thay thế cho cái thuyền. Hàng ngày phải là phục vụ nhân dân, dân sinh đi lại và kể cả các cháu đi học về. Còn ở đây thì thường ngày chúng tôi phải bố trí lực lượng để phân luồng. Đối với cầu chợ Hôm thì cũng đã đề xuất và cũng đã kiến nghị Ủy ban tỉnh cho phép lập dự án để xây dựng cầu này. Còn cái việc nguồn kinh phí như thế nào thì đang phải chờ để xin nguồn. Mùa mưa lũ đang vào thời điểm trọng tâm, nỗi lo lại dày thêm trong lòng người dân vùng lũ. Một cây cầu an toàn là niềm mơ ước của hàng nghìn người dân đang sinh sống nơi đây. Bản tin giao thông an toàn ngày 17 tháng 9 của VTC14 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.